Xin chào mọi người, vẫn là tôi, Akari. Tôi đang đi dạo đây. Tôi đang đi dạo lại gặp thằng trùng trường ở này, bọn nó dẫn rất lâu đàn em đến trả thù tôi. Bọn chúng kìa, đông lắm, dẫn 6 thằng. Nhưng mà tôi chỉ có một mình. Và khi tôi nói anh em đâu thì anh em tôi sẽ ra. Lên tôi sẽ nói anh em đâu thì anh em tôi xuất hiện luôn. Anh gọi bọn em có chuyện gì? Tôi nói bọn này rồi dẫn quân đánh anh này, bọn mày có đồng lòng đánh nó không? Bọn em đồng lòng anh ơi, thế thì lên cho anh trả. Và Akari đã đấm sấp mặt hết bọn nó và tìm nó đều gục. Và tự nhiên Akari chính là trùm trưởng. Xin chào bye bye các bạn. Nhớ cho mình một like và một nhấn đăng ký nha các bạn. Bye bye.